những thời điểm phụ nữ có chồng rất dễ ngã lòng, các anh chồng cần đặc biệt lưu ý. Đời sống hôn nhân có những thời điểm người phụ nữ đặc biệt dễ lung lay, dễ cảm nắng những đối tượng ở bên ngoài. Đàn ông, đặc biệt là các anh chồng, cần nắm biết được những giai đoạn này để điều chỉnh hành vi, tránh cho người vợ mình cảm thấy lạc lõng rồi lại lạc lối. Và trong video ngày hôm nay, hãy cùng với chúng tôi khám phá 8 thời điểm phụ nữ có chồng rất dễ ngã lòng, cảm nắng. Thời điểm đầu tiên, đó chính là khi mà hai vợ chồng xa cách nhau vì chiến tranh lạnh. Khi hai vợ chồng tỏ ra xa cách trong giai đoạn chiến tranh lạnh thì cũng là lúc người phụ nữ dễ lạc lòng nhất. Bởi vì lúc này, đôi bên đều đang rất giận nhau, không ai còn để ý đến đối phương. Là hoàn cảnh rất dễ bị lợi dụng, sơ hở cho những kẻ muốn đục nước béo cỏ. Phụ nữ thì họ dễ xúc động hơn, thế nên khi mà tức giận thì họ sẽ không có khả năng suy xét bằng lý trí của mình nữa. Nếu như hai vợ chồng thường xuyên xảy ra chiến tranh lạnh thì sẽ khiến cho chị em phụ nữ thất vọng về cuộc sống hôn nhân, thất vọng về chồng, từ đó nảy sinh ý định tìm kiếm một bờ vai khác. Và nếu như đúng những thời khắc này lại có một người đàn ông xuất hiện tỏ ra là một người phù hợp, một người yêu thương và quan tâm thì việc cô ấy sa ngã không phải là điều không thể xảy ra. Cho nên chính vì vậy các anh chồng hãy cẩn thận và đặc biệt chú ý. Hãy nhớ rằng các chị em phụ nữ thật ra cũng không cần gì nhiều đâu, chỉ cần yêu thương thôi. Mọi mâu thuẫn sẽ đều dễ giải quyết bằng những cử chỉ dịu dàng và những lời lẽ thuyết phục. Chiến tranh lạnh không giúp cho người vợ nhận ra lỗi lầm của mình, mà nó sẽ chỉ càng đẩy cho hai vợ chồng bạn xa nhau hơn. Nếu như có vấn đề thì hãy cố gắng mở lời với nhau trước. Mình là đàn ông, mình là chồng, thì việc gì mà mình không làm được, kể cả là việc làm lành với vợ, đúng không các anh? Thời điểm thứ hai nữa cũng là một nguyên nhân rất lớn dẫn đến việc chị em phụ nữ đi ngoại tình. Đó là khi mà đời sống tình dục của hai vợ chồng đang gặp vấn đề và có thể là không hòa hợp trong chuyện chăn gối. Chuyện chăn gối không những mang lại sự thỏa mãn mà nó còn đang khiến cho tình cảm gia đình bền chặt hơn. Mặc dù tình cảm vợ chồng có thể rất tốt đẹp, nhưng mà để hôn nhân được lâu bền thì cả hai cần phải đáp ứng được cả những nhu cầu không chỉ tâm lý mà còn cả sinh lý với nhau nữa. Không chỉ có đàn ông có nhu cầu sinh lý, phụ nữ cũng có nhu cầu tình dục tương tự như đàn ông, thậm chí đối với nhiều chị em nó còn cao hơn cả đàn ông. Đa số việc phụ nữ ngoại tình trong trường hợp này là do các ông chồng không đáp ứng được nhu cầu của vợ, cả tuần không động chạm đến vợ một hai lần. Nguyên nhân thì thường là lấy nhau lâu năm, vợ mình thì tất nhiên sau khi sinh con đẻ cái, đầu bù tóc rối, việc nhà thì sẽ càng ngày già xấu đi, khiến cho các ông chồng không còn hứng thú với chuyện đó với vợ nữa. Điều đó lâu ngày sẽ gây ảnh hưởng xấu đến tâm lý của người phụ nữ. Hoặc nguyên nhân thứ hai là do các anh chồng kém cỏi trong chuyện này, chưa đi đến chợ đã hết tiền. Tình dục trong hôn nhân là một vấn đề rất quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến hạnh phúc gia đình. Do vậy các anh nên chăm chỉ tập luyện thể dục thể thao, có thể tập gym để nâng cao sức khỏe cơ thể cũng như kinh nghiệm sức bền trong chuyện chăn gối. Và khi cả hai đã hòa quyện vào chuyện chăn gối rồi thì hạnh phúc của hai vợ chồng sẽ càng bền chặt hơn. Có rất nhiều các cặp vợ chồng tuy rằng đời sống tinh thần cũng không được hòa hợp với nhau, rất hay xảy ra mâu thuẫn, nhưng nếu như đời sống tình dục hòa hợp thì họ khó mà có thể bỏ được nhau. Nhưng ngược lại, đối với những cặp vợ chồng có thể rất hòa hợp với nhau về mặt tâm lý, thế nhưng về mặt sinh lý lại lệch sóng nhau, thì hạnh phúc gia đình lại khó giữ hơn. Ham muốn tình dục của chị em phụ nữ thì nó tăng dần và nó chỉ chững lại khi mà người phụ nữ đạt đến ngưỡng tầm 50 tuổi. Trong khi đó, đàn ông mà bước qua độ tuổi 40-50 thì chức năng tình dục đã giảm đi rất nhiều, khó có thể đáp ứng được nhu cầu của chị em phụ nữ, đặc biệt là khi các chị em bước vào giai đoạn hồi xuân. Trong thời kỳ này, người phụ nữ sẽ rất dễ ngã lòng nếu như họ có bản năng tình dục quá mạnh mà chồng lại không đáp ứng được. Các anh chồng nên quan tâm tới người phụ nữ của mình trong giai đoạn nguy hiểm này nhiều hơn, để chiều chuộng cô ấy hơn và thắp lửa phòng the bằng nhiều cách. Đừng để người vợ cảm thấy lạc lối vì đam mê nhất thời của mình. Thời điểm thứ ba, các anh chị em cũng rất dễ lạc lòng, đó là khi vợ chồng phải sống xa nhau. Vì điều kiện công việc và kinh tế, có nhiều cặp vợ chồng phải sống xa nhau. Điều này dẫn đến những hệ lụy, đó là sự xen vào của người thứ ba. Với đàn ông, việc sống xa vợ, ngoài những khó khăn về nhu cầu sinh lý, thì sự thoải mái tự do
về thời gian cũng lại là một nguyên nhân lớn dẫn đến việc ngoại tình. Còn ở phía chị em phụ nữ sống xa chồng thì lại thiếu đi sự quan tâm, thiếu sự chăm sóc cùng với những áp lực cuộc sống cần người tâm sự và sự tác động của đối tượng thứ ba dẫn tới những sai lầm trong suy nghĩ, trong hành động và đi ngoại tình. Và đây chính là nguyên nhân dẫn đến lý do các chị em phụ nữ lạc lòng. Là phụ nữ thì không ai là không muốn nhận được sự quan tâm và chăm sóc từ người mình yêu thương ở bên cạnh, chú ý đến từng miếng ăn, giấc ngủ được nâng niu và trân trọng. Vì thế khi chồng đi xa nhà trong khoảng thời gian dài không có người bên cạnh tâm sự, sẻ chia, nên họ sẽ rất dễ mủi lòng trước những cử chỉ ân cần của những người đàn ông khác. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Vì thế mà vợ ngoại tình khi chồng vắng nhà là điều khó có thể tránh khỏi. Hơn nữa, việc chồng không vắng nhà khiến cho nhiều chị em lại cảm thấy mình được tự do và nhỏ nhơ hơn. Nếu như khi chồng có nhà, tâm lý của người vợ khi đi gặp nhân tình sẽ ít nhiều cảm thấy lo lắng và hoảng sợ nếu như không may mình bị chồng bắt gặp thì sao. Còn khi mà chồng đã đi vắng nhà một quãng thời gian dài thì không còn ai quản, không ai để ý làm gì, đi những nơi nào thì đi. Đây chính là quãng thời gian lý tưởng nhất để mà hưởng lạc với nhân tình. Và với những người phụ nữ này, thậm chí họ còn chỉ mong cho chồng mình đi công tác thật xa, thật lâu, đi làm ăn luôn để kéo dài thời gian đi tìm niềm hạnh phúc riêng. Đây là tâm lý chung của những người vợ khi mà có tư tưởng ngoại tình khi mà chồng đi làm ăn xa. Và vợ chồng sống xa nhau chính là một trong những thời điểm rất quan trọng khiến cho chị em phụ nữ rất dễ cảm nắng. Thời điểm thứ tư mà hai vợ chồng cũng sẽ có những sự lệch lạc trong đời sống và cũng rất dễ bị những đối tượng bên ngoài xen vào, đó là khi hai vợ chồng sống với nhau nhưng tranh cãi với nhau quá nhiều. Phụ nữ có thể bước chân vào cuộc hôn nhân với một bức tranh tô màu hồng đầy mơ mộng. Đương nhiên so với đàn ông thì phụ nữ họ kỳ vọng và đặt nhiều niềm tin vào cuộc hôn nhân của mình hơn. Và điều này cũng gây ra một hệ lụy xấu, đó là khi mọi thứ không êm đềm như nó vốn có, đó là lúc những mâu thuẫn hình thành. Và khi mâu thuẫn hình thành thì ắt sẽ dẫn tới cãi vã. Nếu như trong quá khứ, có thể người phụ nữ sẽ nhìn nhận sai lầm đối tượng của mình và thay đổi, thì người phụ nữ hiện đại mọi thứ lại khác hẳn. Họ luôn có những mẫu hình người đàn ông hoàn hảo của mình ở trong đầu. Mẫu này họ có thể bắt gặp từ những bộ phim, những show truyền hình. Đó có thể là lý do vì sao mà họ đòi hỏi và yêu cầu rất cao từ phía người bạn đời của mình. Về cơ bản thì những người này hoàn toàn là không có thực. Nhưng vì sự ảo tưởng về sự hoàn hảo của phụ nữ dẫn đến hệ lụy là họ sẽ tìm kiếm một ai đó tương tự như vậy ngoài đời thực. Sau cùng thì rất dễ ra những cảnh phụ nữ đi ngoại tình tư tưởng. Và ngoại tình tư tưởng quá lâu mà lại gặp phải những điều kiện phù hợp thì từ ngoại tình tư tưởng lên ngoại tình thật không phải là một con đường quá xa. Thời điểm thứ năm mà người phụ nữ cũng rất dễ ngoại tình đó chính là khi mà chồng không tôn trọng vợ. Bất kỳ ai cũng có nhu cầu được thấy rằng mình quan trọng, được thấy người khác cảm kích, người khác trân trọng mình, thấy sự hiện diện của mình đối với người kia là có ý nghĩa. Và với phụ nữ thì nhu cầu này lại càng cao. Đàn ông nếu như không chỉ dừng lại ở tranh cãi nhau với vợ mà còn luôn tỏ ra coi thường vợ, không xem vợ ra gì, không coi ý kiến của vợ là điều gì có ý nghĩa, không đánh giá cao người vợ bất cứ điều gì mà cô ấy đang hy sinh, đang mang lại cho cuộc sống, thường xuyên xem nhẹ đàn bà, đối trọng với đàn ông, thì đến một lúc nào đó sẽ khiến cho người vợ không thể nào nhẫn nhịn thêm được nữa. Khi mà họ gặp được người đàn ông khác biết nâng niu, biết trân trọng, biết nói những lời ngon ngọt dễ nghe thì cô ấy sẽ nhã lòng mà đến với anh ta. Khi ấy thì đàn ông có hối hận cũng không kịp, bởi vì đàn ông ngoại tình thì thường biết đường quay về nhà. Còn đàn bà ngoại tình thì khi đã hết yêu và một khi tình yêu cũng đã ra đi rồi thì họ không còn lý do gì để quay về nữa. Thời điểm thứ 6 mà chị em phụ nữ cũng rất dễ có những hành động sai trái, nghe thì rất ngược đời nhưng đó là sự thật. Đó là khi mà họ có nhiều tiền. Người xưa thường có câu bản chất con người chỉ bộc lộ khi có nhiều tiền. Câu nói này không sai với rất nhiều người. Khi mà có điều kiện kinh tế, ngoài việc thường xuyên chăm sóc bản thân mình, mua sắm cho bản thân những vật dụng đắt tiền để phục vụ cho cuộc sống, thì người ta thường cho phép bản thân mình được có những mối quan hệ bất chính để thỏa mãn không chỉ nhu cầu về tâm lý mà cả sinh lý. Và đó không ai khác, đó chính là mối quan hệ ngoại tình bên nhân tình.
Bên cạnh việc đó, việc một người phụ nữ có nhiều tiền thì sẽ có sức hút đối với những đối tượng đang cần tiền, sẵn sàng trở thành tình nhân vì tiền hoặc vì sự ngưỡng mộ. Thời nào cũng vậy và đâu cũng thế. Đàn ông hay đàn bà có quá nhiều tiền trong tay mà không nghĩ ra được việc gì, hoặc không có ý tưởng lớn, không có mục tiêu sống lớn thì cũng không phải là một điều tốt đẹp gì đâu. Có nhiều tiền chưa chắc đã sướng, và có nhiều tiền cũng chưa chắc đã mang lại cho con người ta hạnh phúc. Sướng vì tiền, nhưng khổ vì tiền thì cũng không hiếm. Và thời điểm thứ 7 khiến cho chị em phụ nữ có chồng cũng rất dễ đi ngoại tình, đó là khi cuộc sống gia đình có những biến cố về kinh tế hoặc về đời sống. Trong hôn nhân thì rất khó có thể tránh khỏi những biến cố xảy ra. Và đương nhiên trong cuộc đời cũng như vậy. Có những thời điểm những biến cố lớn xảy ra, như sa sút về kinh tế hay biến cố về mặt gia đình. Đây là những lúc mà thường người ta sẽ cần những chỗ dựa về mặt tinh thần rất lớn. Tuy nhiên đa phần chúng ta lại không có được sự hỗ trợ kịp thời về tinh thần trong những trường hợp này từ những người đáng lẽ ra phải quan tâm nhau nhất, tức là những người đang trong cùng một gia đình, vợ chồng con cái với nhau. Thế nhưng nếu như khi không nhận được sự quan tâm, sẽ dễ dẫn đến việc bị sa ngã và các mối quan hệ sai lầm, đặc biệt là những mối quan hệ tình cảm với những người khác giới. Đây cũng là nguyên nhân chính dẫn đến những việc người vợ đi ngoại tình trong hôn nhân. Có nhiều người chồng tâm sự rằng vợ của họ bắt đầu ngoại tình từ khi gia đình có những biến cố lớn về kinh tế hoặc là về tinh thần. Chính những lúc này, sự tác động từ người thứ ba đã đến với việc chị em phụ nữ cảm nắng. Có nhiều người vợ chọn cách đắm mình vào những cuộc tình một đêm. Họ xem đó là cách giải thoát khỏi những cảm xúc khó chịu do chứng trầm cảm, tổn thương tâm lý, hoặc là để giải quyết cả những cuộc khủng hoảng về kinh tế nữa. Tất cả sẽ được giải quyết bằng ngoại tình, những mối tình một đêm, không những giữ được cảm xúc và hậu sang chấn tâm lý thời thơ ấu. Họ không thể từ chối được những mối quan hệ bên ngoài hay từ sự quan tâm của người đàn ông khác dành cho mình. Họ muốn mình được quan tâm, được người khác cung phụng, chứ không phải là cảm giác thờ ơ của người chồng biển biệt xa nhà, không để ý gì đến gia đình, đến vợ con có cuộc sống như thế nào tại nhà. Hay chính tại người chồng đã gây ra những biến cố này thì càng khiến cho nỗi thất vọng của chị em phụ nữ lớn hơn, và việc họ tìm đến một người đàn ông khác để giải tỏa những cảm xúc tiêu cực là một điều tuy xấu nhưng lại nhiều chị em lựa chọn. Các bạn thân mến, trong video ngày hôm nay, chúng tôi đã tổng hợp và gửi đến các bạn 8 trường hợp mà nhiều khi chị em phụ nữ dễ ngoại tình, dễ sa ngã vào lòng người đàn ông khác nhất. Hy vọng rằng với việc chia sẻ những thông tin này, đặc biệt là các anh chồng đã biết đâu là những thời điểm mình nên gần vợ hơn, nên chia sẻ với chị em phụ nữ nhiều hơn, để không phải có một người phụ nữ nào bị lợi dụng, bị sa ngã vào những chuyện không nên này. Thời lượng của video đến đây đã hết rồi. Quý vị cùng bớt chút thời gian đọc và nhấn nút yêu thích để đăng ký kênh, ủng hộ và cũng là động lực cho đội ngũ biên tập có thêm nhiều video hay và bổ ích hơn nữa. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.